Một căn nhà 4 tầng 115 mét vuông, mặt tiền 6 mét đang hoàn thiện cả 4 tầng cho thuê nhé. Nếu quý bác nào có nhu cầu thuê căn nhà này thì hãy comment xuống bên dưới cái video này. Đây là tầng 4 này. Căn nhà được hoàn thiện là cả 4 tầng đều lát gạch. Tường này sẽ đang được sơn. Sơn tường, sơn trần. Rất ít những căn nhà mà lát gạch nhà cả 4 tầng như này, đa phần họ cán bê tông. Đẹp. Chung. Sạch sẽ. Ưng bốn cái nền này quá đẹp. Và bốn cái nền như này làm sao sạch. Và nó sạch sẽ chứ cán xi măng thì nhìn nó lại nhôm nhan. Thật là lát cái gạch như này là rất đẹp rồi. Dạ dạ ok anh nhé. Đây là tầng 2. Chỉ 3-4 ngày nữa là xong hết hoàn thiện cả cái căn nhà này. Tầng 1, mặt đằng trước là đường rộng 27 m, mặt tiền là rộng 6 m. Quý vị có thể đỗ được đây 2 chiếc ô tô đi thẳng đầu vào. Vỉa hè lòng đường kia có thể đỗ được 5-6 chiếc xe, rất phù hợp để kinh doanh. Đây, phía đằng sau của những căn nhà này thì còn một cái ô thoáng như này, có thể làm nhà vệ sinh hoặc là chỗ rửa tay. Không gian đằng sau rồi, quý vị nào có nhu cầu thuê căn nhà này thì hãy liên hệ với tôi theo số máy 0913 798558 nhé. Đường trước nhà chạy thẳng ra đường Lê Trọng Tấn luôn.